mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái trong đó một phần liên kết với nông dân trước đó một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cũng đoán định giá heo hơi trong các tháng tới có thể tăng tốt thậm chí đạt mốc trên dưới 70.000 đồng kg. Lý do được đưa ra đó là giá heo hơi Việt Nam thuộc dạng biến động dữ dội vì chịu tác động từ quy mô chăn nuôi thiếu ổn định, quy hoạch, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến tổng nguồn cung giảm sút, kéo giá tăng. Giá heo hơi ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 tăng đến 2.000 đồng kg ở hai miền Bắc, Trung, tại thị trường miền Bắc. Khu vực miền Bắc chứng kiến giá heo hơi tăng 1.000 đến 2.000 đồng kg tại nhiều nơi. Theo đó, hai tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang cùng triển khai giá heo hơi chung mốc 68.000 đồng mỗi kg, ghi nhận cùng tăng 1.000 đồng kg. Cùng lúc, heo hơi tại các khu vực gồm Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định cùng được ấn định chung mức 69.000 đồng, sau khi tăng lần lượt 1.000 đồng kg và 2.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 67.000 đến 69.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bắc Giang là 68.000 đồng mỗi kg. Yên Bái là 68.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 67.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 69.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 69.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 68.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 68.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 69.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 68.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 68.000 đồng mỗi kg. Ninh Bình là 69.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 68.000 đồng kg. Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên, thị trường miền Trung, Tây Nguyên cho thấy giá thu mua cũng tăng 1.000 đến 2.000 đồng kg. Chi tiết sau khi tăng lần lượt 1.000 đồng kg và 2.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng lên mức 68.000 đồng kg. Tại Hà Tĩnh, giá heo hơi được triển khai ở mức 67.000 đồng mỗi kg ghi nhận tăng mạnh 2.000 đồng kg so với cùng thời điểm sáng qua. Thương lái tại tỉnh Thành còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá đi ngang. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 đến 68.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 68.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 67.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 62.000 đồng mỗi kg. Quảng Trị là 62.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 63.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 61.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 62.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 66.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 63.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 65.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 66.000 đồng kg. Tại khu vực miền Nam, khu vực miền Nam chứng kiến giá heo hơi ổn định, trong đó khu vực các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, An Giang, Cà Mau và Tiền Giang cùng triển khai giá heo hơi chung mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực, trái lại, mức giá thấp nhất là 63.000 đồng mỗi kg, tiếp tục ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, các tỉnh thành khác ấn định giá heo hơi không đổi trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua tại miền Nam dao động trong khoảng 63.000 đến 67.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 66.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 66.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 66.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 67.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 66.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 67.000 đồng mỗi kg, Long An là 67.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 66.000 đồng mỗi kg, An Giang là 67.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 64.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 66.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 67.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 67.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 65.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 66.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 63.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 65.000 đồng mỗi kg.